Thu Hương không ạ? Và hôm nay thì Hà Nội đang đón một đợt không khí lạnh, và tôi hiện tại tôi đang đứng ở đây đó là làng Cốm Vọng, không khí rất là lạnh, và tôi rất nhớ đến một cái món ăn, đó là món ở miền Trung, cháo lươn, súp lươn Nghệ An. Và ngày hôm nay thôi tôi sẽ chia sẻ với các bạn một quán rất là ngon ở Cốm Vọng. Đây chính là quán Trực Quê Xứ Nghệ, nào chúng ta cùng đi. Ê chào anh. Súp lươn á? Hôm nay mình có cháo lươn không anh? Có súp này. Cháo canh lươn. Canh lươn, em canh lươn. Cháo ăn áo cùng. Nhà anh chỉ có cháo canh thôi. Cháo canh thôi. Chảo đấy. Có bánh bèo, bánh canh. Bánh bèo hôm nay ngày Tết chị làm nhiều món. À, cho em chăm bánh canh. Bánh canh em ăn mới sao nhỉ? Mới ăn rồi. Thì... thôi, súp lươn, hai súp lươn nhé. Em gọi một suất cháo canh, một suất súp lươn. Thôi cho hai súp lươn, cho em hai súp lươn. Vâng. Vâng, mì chiên ạ, bánh mì chiên. Dạ, chủ yếu khách quen thôi. Đây là không gian chị đang làm. Khách quen thì nhiều người đã giới thiệu người kia thôi. Nếu ngon thì người ta mới giới thiệu. Ừ. Cái lươn đấy là mình nhập à? Hay là mình chọn này luộc qua xong rồi mình vỡ. Đây là lươn đồng. Lươn này thì cũng thì mua. Không phải là lúc nào có lươn đồng thì cũng không rõ. Lươn thì lươn thế nào không ạ? Lươn là nó săn con lươn ấy. À, săn lươn. Săn lươn nó vàng lươn này là lươn này nó chắc lươn. Vâng. Phải lươn nó vượt, nó hơi bở lươn, nó dai ấy. Nó dai con lươn nó không bở ấy, ăn thì không bở, nó vừa dai mà vừa chắc. Đấy xong rồi về mình lọc lọc tươi như là mình luộc qua lọc để luộc qua để lọc nếu nếu là súp lươn súp lươn này phải lươn lươn xào lươn om thì còn sống. Thế còn cái nồi này là gì? Nồi này là nồi nước dùng này không phải đi nhà ở bán phần này. Người trong quê là người ta ăn có thời điểm một giờ nhất định ấy, đi buổi sáng thì người ta ăn chuyên, hay là lúc nào mà có một số người to đấy. Đấy thì chị ăn đâu là nóng hổi luôn, làm luôn đấy, nấu ra vậy thì nó ngon. Nhà mình thì hay chuyên về cái món gì ạ? Chị thì bánh canh thôi. Bánh canh. Bánh canh súp lươn, nói chung là súp lươn cháo canh lươn. Súp lươn cháo canh lươn là của Nghệ An đúng không? Đặc sản. Ừ. Thế còn cái bánh canh là của tỉnh nào của mình? Bánh canh cháo canh. À cháo canh. Cũng Nghệ An luôn. Tùy từng vùng người ta gọi. Ở miền Nam thì cái sợi này người ta cũng gọi là bánh canh này. À. Ừ. Bánh canh thì người ta hay gọi là cháo canh bởi vì cái nước nó sền sệt như cháo. À, vâng. Nước của nó là thực ra là không cho một cái gì bột của nó ra mà là từ cái sợi cháo canh tươi này, sợi chuẩn mì tươi này như mình nấu ra nó tự nó khắc có cái bột của nó ra, cái áo của nó ra nó làm cái nước cái bột canh đây là mình nặng nó không thái ra em tưởng nó có sẵn không. Đây em ấy thì chị ấy cho em tay người nào đều tay. Đây là bánh canh. Ừ. Đấy bột này nó là bằng bột mì và bột gạo. Bột mì và bột gạo. Bây giờ có máy thái nhanh. Ừ.
bột gạo bột mì. Khách ăn là bắt đầu làm rất là tươi. Bánh mì chiên chấm rất là ngon, chấm với nước dùng hoặc là chấm với cả ngâm ít hơn đúng không, súp lươn luôn ăn tuyệt cú mèo. Trời ơi, nóng hổi rồi. Ôi trời, cố tình. Quá ngon. Cố tình không hiểu. Cho tí tiêu rồi. Hà Nội hôm nay rét này mà ăn món này thì quá tuyệt vời rồi. Anh là người ở ngoài này à? Chắc là thích ăn món này của anh, yêu chị. Và chủ quán là quê Nghệ An. Ăn thử xem nào, ngon không? Nóng. Tán đi đi nào. Hành tím mua lắm em vớt cái hành ra. Cái này anh vừa ngâm đúng không? Trộn vào ăn luôn. Em không, khi em lấy ra cho vào súp thì em vớt ra từng cái mắm mắm cốt đó, nó sẽ mặn. Món này là ăn với cả nếu em ăn được hành. Ăn được ớt thì cay, có cái ớt này là ớt xanh đặc, ớt xanh ngâm. Đặc biệt của miền Trung là ớt này nó cay ở trên thì kiểu ớt ngâm mắm này, ớt muối mắm, muối mắm này, ớt nó giòn mà nó thơm. Cái đợt trước em ăn cái món gì nhỉ, lẩu cháo chim à, lẩu chim bồ câu, có cái này ngon lắm. Để tôi thử test thử xem. Đấy mà anh thử xem thôi. Ngon. Chấm với cả bánh mì ăn rất là ngon. Bây giờ các em nó đã múc lên rồi, nó bấm ra đấy, chỉ việc trồng cái gì trồng thôi mà, còn nó được chưa? Ấm lòng mình chung. Rất là nhiều lươn anh em. Mình cho tí tỏi này, à tí hành. Hành ngâm mắm. Bánh mướt đấy là cái bánh răm mướt đấy. Không, đây là chị mời em ăn thử, em nhúng rồi. Bánh mướt đây này. Anh toàn ăn cái này, anh ăn quanh năm suốt tháng, ăn súp với cái này. Khoan nào? Em ngập vào cơ. Ngập vào xem nào. Ngập vào em. Đây là bánh mướt. Bánh mướt hay bánh mướp vậy? Bánh mướt. Mướt mướt à? Mướt mướt. Miền Nam gọi bánh mướt. Đúng không? Ăn thế nào? Nó không ngon, vị khác. Tức là thích ăn phở tiết thì ăn cái này sẽ thích. Cái này lấy vợ. Anh phải ăn cái này. Lấy vợ miền Trung là đúng đắn đấy. Này nó sẽ bị bở. Bở của nó sẽ không ngon, không dai. Cái này nó cảm giác dai dai giòn giòn kìa. Ừ, nó là do gạo ấy. Do gạo. Cái gạo đấy là chị lấy từ quê ra ngâm chiều quê, cái làm cái cuốn chán cho thêm. Cái bánh nó sẽ mềm, nó sẽ dai dai hơn. Và lấy khi để nguội nó không bị vỡ bánh. Cái này đây chị tự làm luôn. Ừ, cái này là chị phải ngâm gạo. Chị phải thuê người chán thì lấy chị bếp nhỏ. À. Nhanh. Ngon phết nhỉ. Thích to. Sẽ làm ra những kiểu quán quê ấy. Có một cái ấy. Anh thuê quán to đi. Kiếm được tiền đâu. Mở rộng. Ý tưởng chị vẫn thích cái tình ngày trước. Bánh ơi. Nào. Cải đầu xong đi.
Quán nhà mình có Facebook ngay. Có. Bánh canh Bát Bảo à? Cháo canh Bát Bảo. Cháo canh Bát Bảo ra truyền. Đi mô cũng nhớ về miền Nghệ Tĩnh. Đây. Được. Để tôi em đăng video lên Tết của anh nhá. Đừng có cho mặt chị ạ. Cho mọi người biết đến quán ở đây. Ra đây làm với chị. Hay là anh em mình chung vốn mở quán to cho vợ em làm cùng. Cái màu xanh này matcha. Đấy. Không phẩm màu vị matcha. Ôi ngon lắm hết. Em ăn màu đỏ này là màu tím là khoai môn. Màu đỏ cà rốt à hay là gì? Không, màu đỏ là em ăn xem. Xem nó là cái gì? Xem. Cái gì thơm thơm nhưng mà chưa phân biệt ra được. Ôi. Dâu tây. Thế thì anh chơi rồi. Cái màu tím này là khoai môn này, em ăn thử xem. Mày ăn dâu tây làm gì? Chất lượng. Ngon ở đây ạ. Chị làm trên 10 năm là mất. Chị làm người ta làm 10 năm rồi ạ. Cho em đặt đi. Em ăn thử xem. Em ăn vừa ăn. Em phải thử luôn chứ còn không mà không hàng được. Khách thần đến đấy. Một túi này bao nhiêu? Một túi này là 145.000. Để cho em một túi nhá. 5 vị, bởi vì chị làm 15 chị sẽ nọc ra những cái vị nào là vị 6 giờ sáng khách đặt đây này. Vị nào là vị ngon nhất. Đến đây ăn súp lươn mà lại tìm ra được cái quán là mứt dừa, chị làm 10 năm rồi. Tuyệt vời quá. Cho em một túi này luôn. Ngon. Chị làm nhiều túi. Vị của dâu tây này. Thơm quanh nhỉ? Môn này. Mấy này năm ngoái có 100 một túi này thôi nhưng mà năm nay dừa nó đắt. Nhìn cái này là muốn mua. Em hầu như toàn là chị làm hết đúng không anh? Ừ, toàn chị làm đấy. Như kia làm hết đấy. Đây, ngoài ra chị còn làm cả tự làm hết này. Lợn sấy tỏi này. Làm chè được rất cẩm các loại. Ồ. Bánh bèo ngồi luôn rồi ngồi. Đây có đây gà đây anh. Em thử nó khác hẳn nữa, em mua ngoài gà các. Gà rồi lợn. Khô gà chanh tỏi ớt. Có cái ngô rất nhiều. Ngô nó khác. Ngô hôm trước em đấy. Em thử đi. Ngô hôm trước đấy. Em đấy thử rồi đúng không? Gà. Nó khác cái hôm trước mua. Tiền nào vẫn khác. Đấy, tiền nào của đấy mà chị bán sẽ là đắt gấp đôi so với ngoài các bạn mua đấy. Đấy. Mà nó chất. Đến xem cái chỗ mà người ta làm xúc xích người ta làm bằng cái này chị làm ra đến đâu là khách. Đưa ra lò là châu cổ chứ. Cái này không phải là châu khô, cái này là bò miếng ấy. Bò miếng. Nhưng mà các bạn ở trong Nghệ An ăn sẽ biết là cái vị nó giống như vị bò kho ở trong đấy. Em thử coi này. Vị bò kho á. Ngon. Cái này làm non bia. Bò kho mọi năm. Chanh vào nữa thì tuyệt vời. Ôi sao chị khéo tay thế. Cho em về tiền vậy. Của em 2 bát 100 em ạ. 3 100. Lấy cặp để vợ nó đuổi ra khỏi nhà để đựng quần áo thêm... gì. Em... Hả? Không ăn. Anh đấy hay. Thế là em đưa đi mua không vậy? Cho em 1 túi mứt. 245 thì là... 245 thì... Chị làm nhiều vị xong rồi người ta có bắt chước là chị làm những vị nó độc. Sữa sữa nhỉ? Không, chanh leo. Chanh leo á? Ừ, anh leo tươi. Em về đây. Tí anh rửa bát cho em nhá.